Xin chào tất cả anh em. Nay thì mới mua cái mạch sạc tự ngắt này, nói chung là cũng khá hay. Mạch sạc này nó có mã hiệu là như đâu xem nào. Mã hiệu như là đâu M601 là mạch sạc này, mạch sạc tự ngắt, mạch sạc quy tự tự ngắt, là ngắt AC nha anh em nhé, chứ không phải là ngắt DC đâu. Ngắt AC, đường AC đi đi vào là đường sẽ có thể giật được đấy. Đây là cái đường này là đường đường AC này, đường AC này, đường này giật nhé. Đây, cái đường này 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 giống như là một nó giống như là một công tắc vậy. Nó giống như một công tắc vậy. Khi mà với cái sạc này là nó sẽ đưa DC vào nuôi ở đây luôn. DC nó sẽ nuôi ở ở đây. Em kẹp DC vào đây. Đường DC đây là nó ngắt, là nó ngắt AC. Cái biến trở, hay là bây giờ em gọi cứ gọi là hai cái biến trở này này, là cái biến trở bên trên này á, là mình chỉnh mức áp, gọi là ví dụ đến 14 V hoặc là 13,8 á, là mình chỉnh đến mức độ đấy, là mình xem cái đồng hồ này này, là mình bắt đầu là mình chỉnh mức độ đó là nó sẽ đến đó nó ngắt đó. Còn cái biến trở này á, là mình sẽ chỉnh cái mức độ, gọi là áp nó xuống khoảng tầm, ví dụ chẳng hạn cho nó xuống khoảng tầm 11 V, thì bắt đầu là nó mới đóng sạc, là bây giờ mình sẽ nhìn cái đồng hồ này đấy, là nó sẽ bắt đầu nó xuống đến mức độ đó là nó sẽ đóng, để mà đóng cái relay này để cho AC đi vào đây, để mà nó sẽ sạc. Cái đường này là đường AC vào nhé, đường này là đường dây này, dây trung tính này, không có giật, không có giật. Dây này em cầm thoải mái, là dây này dây không 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 giật nha anh em nhé. Còn cái dây này là dây pha này, dây lửa này, em phải lấy cái ống nhựa đút vào, không thì cầm mà giật chết người đấy. Đây, cái dây này là dây dây lửa này, còn cái dây này là dây trung tính này, không giật được. Cái dây trung tính này cầm thoải mái, không giật được. Còn dây lửa thì không 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 thể không dám cầm vậy đâu. Dây lửa phải lấy cái ống nhựa về nút nó vào. Đây, đây là dây lửa nhá. Nhà dây dây lửa. Bây giờ em sẽ cho tải bằng cái bóng đèn này vào hết, để cho nó sụt áp xuống. Cái bình ắc quy này cũng sắp hỏng rồi, bởi vì nó sụt áp nhanh lắm. Nhưng mà mình như vậy thì mới có thể test được. Khi mà nó có tải cái là nó bị sụt áp. Sụt áp thì lập tức nó sẽ đóng cái đèn đỏ kia, nên nó sẽ đóng cho AC vào để sạc này. Đó, cái đèn đỏ nó bắt đầu nó đóng rồi này, đó nó đóng, bắt đầu nó sạc vào ắc quy này, đó phải không? Đấy. Đấy, bây giờ nó sẽ lên này. Nó sẽ lên, em đã chỉnh sẵn hết rồi. Đấy, cái mạch sạc này nói chung cũng khá hay. Đã chỉnh là khoảng 13,7 V, 13,8, chỉnh mức độ đấy là sắp sửa nó ngắt rồi đó. Cái bóng đèn này, đèn này sắp sửa tắt rồi đấy, tắt rồi đó. Còn khi mà có tải một cái như này là áp nó sụt thì lập tức là nó sẽ nạp bình ắc quy. Đây, sẽ cho vậy, để cầm vậy để cho nó anh em dễ nhìn nhé. Đấy, áp sụt xuống 12,2 V, nghĩa là lập tức nó đóng đóng để nó sạc này. Bây giờ ngắt ra nhé. Đấy, lên khoảng tầm 13,8 V, nghĩa là nó bắt đầu nó ngắt sạc, nó không cho sạc nữa. Mạch sạc này là mạch sạc có mã hiệu là XHM601, nói chung là cũng khá hay.
Máy sạc này khá hay. Phải dùng bình ắc quy hư này, không cầm điện này thì là sạc thì là mới test được, chứ có bình ắc quy mà nó không hư ấy, thì test cho anh em nó khó, tại vì nó có sụt áp đâu, cho áp vào nó có sụt đâu. Này anh em xem nhá, bây giờ 12,8V bây giờ vẫn 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 chưa đóng là nó đấy, xuống xuống cái là sụt áp, cái là dưới 12V. Có thể là em chỉnh tí nữa, em có thể chỉnh ra tầm khoảng 11V là bắt đầu là nó sẽ, từ 11V là nó bắt đầu nó đóng để nó sạc đó. Nó hay là cái mạch sạc này là nó hay, là hay ở chỗ đó. Mạch sạc này em mua ở trên Shopee ấy, mới có trăm mấy thôi, nói chung là khá hay. Mạch sạc này khá hay. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nhé. Anh em nếu cảm thấy hay thì ủng hộ kênh cho mình. Cảm ơn anh em nhiều nhé.